Xin chào anh chị các bạn. Ở trong video bài học này thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn được anh chị và các bạn cái cách mà chúng ta sẽ xác định được chân dung khách hàng theo chuẩn của Facebook. Thì hiện nay Facebook cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái tính năng và những cái trường thông tin để chúng ta có thể nhắm chọn khách hàng. Mục đích của việc nhắm chọn hay còn gọi là target khi mà chạy quảng cáo Facebook đó là chúng ta chạm gần tới nhất cái đối tượng khách hàng mục tiêu và gần tới nhất đến những khách hàng mà có khả năng mua hàng các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta nếu như trong trường hợp chúng ta chạy quảng cáo. Ok, và tôi đã xây dựng sẵn một cái slide để hướng dẫn các bạn về cái cách thức xây dựng cái chân dung khách hàng mục tiêu theo chuẩn của Facebook. Và sau khi chúng ta xây cái này xong thì chúng ta sẽ đi vào phần chạy quảng cáo, thì chúng sẽ làm cái phần nhắm chọn y chang như này là xong, đúng không? Vậy thì chân dư của khách hàng ở đây gồm những cái gì? Thì chúng ta sẽ thấy nhất là đầu tiên là sẽ trả lời cho câu hỏi là khách hàng của chúng ta ở tỉnh và thành phố nào. Đấy, ví dụ như là mình chạy cả nước hay là mình chạy một miền hay là mình chạy một vài tỉnh thành hay thậm chí là mình chạy một khu vực nhỏ. Đó, thì tôi đã làm sẵn cái bảng Excel và các bạn sẽ trả lời cái lựa chọn của các bạn vào cái cột thứ ba ở bên tay phải. Đó. Ví dụ như tôi hỏi là bây giờ khách hàng của chúng ta là ở tỉnh, thành phố nào, đúng không? Thì cái lựa chọn của bạn, bạn viết vào đây. Ok. Rồi. Sau đó thì bạn có thể lựa chọn là có thả ghim hay không thả ghim. Thả ghim là một cái khái niệm mà khi chạy quảng cáo, nó là chạy bán kính hẹp. Thí dụ như là salon tóc hay là trường học hay là trung tâm tiếng Anh là người ta sẽ phải chạy theo bán kính, bởi vì là người ta không thể chạy rộng được mà để thu hút khách hàng. Tôi lấy thí dụ như vậy. Thì chúng ta cũng sẽ viết lựa chọn của chúng ta vào đây. Rồi, thế sau đó thì ví dụ như là về tuổi. Tuổi ở đây là tuổi của khách hàng, đúng không? Gồm có là tuổi nhỏ nhất và tuổi lớn nhất. Hoặc là chúng ta cũng có thể chia thành các nhóm tuổi. Thí dụ như khách hàng của Mobifone có thể là từ 16 tuổi cho đến tận là 60 tuổi, đúng không? Thế thì chúng ta có thể chia thành các nhóm. Ví dụ như từ 16 đến 30, từ 30 đến 45 và từ 45 đến 60. Chia nó ra nhỏ ra để chúng ta chạy quảng cáo cho nó phù hợp. Ví dụ như cái đối tượng trẻ thì content nó phải khác, hình ảnh nó phải khác một chút. Đối tượng già là từ 45 đến 60 thì content và hình ảnh video nó cũng phải khác, thông điệp nó cũng phải khác. Đấy. Mặc dù là cùng một sản phẩm và cùng một dịch vụ nhưng mà thông điệp quảng cáo, thông điệp bán hàng rồi thì cách thức mà chúng ta tổ chức các cái chiến dịch quảng cáo, chốt đơn vân vân là sẽ phải khác nhau một chút. Ok. Tiếp theo đấy là phần giới tính. Vâng, giới tính thì có giới tính nam, giới tính nữ hoặc là cả hai. Thì tin tốt lành là dịch vụ của Mobifone thì là không phân biệt giới tính, đúng không? Cả nam và cả nữ đều được. Thì chúng ta sẽ chọn tất cả vào đây. Ok. Rồi về ngôn ngữ thì chúng ta sẽ chọn là ngôn ngữ tiếng Việt hoặc là thêm cả ngôn ngữ tiếng Anh. Thì chúng ta sẽ viết vào đây. Chúng ta cứ liệt kê tất cả những cái hạng mục này ra. Thì đó chính là chân dung khách hàng mục tiêu của chúng ta. Và chân dung này được thiết kế theo một cái chuẩn của Facebook. Và bài sau chúng ta học về chạy quảng cáo Facebook thì chúng ta nhìn thấy cái giao diện nó sẽ trông như thế này. Đó. Thế rồi chúng ta sẽ nhắm mục tiêu chi tiết bao gồm hoặc nhắm mục tiêu chi tiết loại trừ là như thế nào. Đấy. Bao gồm là những thứ mà khi mà chúng ta chọn một cái mục tiêu thì bất kỳ một cái Facebook user nào, người dùng Facebook nào mà có cái mục tiêu này, có cái đặc điểm này thì sẽ được đưa vào nhóm để chạy quảng cáo, được đưa vào đối tượng khách hàng để mà chạy quảng cáo. Đấy, còn nếu mà chúng ta chọn là nhắm mục tiêu chi tiết nhưng mà là loại trừ thì chúng ta chọn một cái mục tiêu nào đấy thì sẽ loại trừ ra khỏi cái tệp khách hàng. Thí dụ mình chọn là loại trừ những người thích đánh golf thì những người đã có sở thích đánh golf sẽ không nhìn thấy quảng cáo này bởi vì chúng ta đã loại trừ. Đấy. Thế nhưng mà ở phần bao gồm mình lại chọn là thích đánh tennis thì lại vẫn có thể là thấy cái người đánh golf đấy nhìn thấy bởi vì cái người đó có hai sở thích, đúng không? Ok. Thì trong phần mục tiêu chi tiết thì chúng ta có thể nhìn thấy là có phần nhân khẩu, sở thích và hành vi. Nhân khẩu và sở thích và hành vi. Ok. Thế thì trong từng hạng mục lớn nó sẽ có những hạng mục con. Trong từng hạng mục con nó sẽ có hạng mục cháu. Thì đây là cái cách mà Facebook thiết kế cho chúng ta. Ta sẽ đi vào chi tiết từng thứ một. Ví dụ như nhân khẩu.
Trong phần nhân phẩm thì có học vấn, tài chính, sự kiện trong đời, cha mẹ, mối quan hệ, công việc, đúng không? Sau đó lại đi sâu vào từng thứ. Ví dụ như học vấn thì chúng ta có chọn các cái trình độ nào đó. Đối với dịch vụ của Mobifone thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ không nhất thiết là phải chọn, nhưng mà có thể có những cái sản phẩm và dịch vụ riêng dành cho, ví dụ như sản phẩm dịch vụ dành cho đối tượng ôn thi cấp 3 thì chúng ta sẽ bắt buộc chọn tuổi rồi, và đương nhiên là không học đại học rồi, chỉ học cấp 3 thôi, đúng không? Sự kiện trong đời, ví dụ như là mình quan tâm đến sự kiện là mới kết hôn hay là sự kiện là sinh nhật đấy, thí dụ như là nhân dịp sinh nhật của bạn, Mobifone tặng cho bạn một gói cước hay là tặng cho bạn một cái số SIM đẹp, ví dụ thế. Ok, vậy thì hãy chạy quảng cáo và chọn đến cái nhóm này. Đấy, cha mẹ có con trong độ tuổi như thế nào thì Mobifone cũng có thể chọn, các bạn là những người bán hàng cũng có thể chọn ở trên đây, từ 0 đến 12 tháng, từ 1 đến 2 tuổi, từ 3 đến 5 tuổi, vân vân. Rồi, tình trạng quan hệ, đúng không ạ? Ví dụ như là đã kết hôn hay chưa kết hôn, đấy, hay là đã ly thân hay là góa, đúng không ạ? Vâng. Rồi về ngành hàng thì kinh doanh ngành gì, ví dụ như là doanh số hay là bảo vệ hay là chăm sóc sức khỏe. Đấy, ví dụ như thầy Phan Anh ghi là giảng viên đại học thì nếu mà các bạn chọn ngành giáo dục thì có thể sẽ chạy quảng cáo tới thầy Phan Anh, hoặc là Mobifone có thể tung ra một chiến dịch dành riêng cho các nhà giáo, đúng không? Vậy thì sẽ chọn đến cái ngành nghề là giáo dục đó, giáo viên thì gần như là sẽ chạy hết từ giáo viên mầm non, giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3, giảng viên đại học. Ok, mình hoàn toàn có thể là chọn được và mình tung ra một chương trình như vậy. Rồi, thu nhập của khách hàng hàng tháng là bao nhiêu thì mình viết vào đây để mình sau này mình sẽ lựa chọn các sở thích, các hành vi phù hợp. Rồi, về phần sở thích, đúng không? Thì chúng ta sẽ liệt kê đến các cái sở thích liên quan trực tiếp đến sản phẩm và những cái sở thích liên quan gián tiếp đến sản phẩm. Thế thì trong Facebook nó có rất 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 nhiều các sở thích. Đấy, từ sở thích công nghệ đến gia đình, các mối quan hệ giải trí, kinh doanh, ngành nghề, mua sắm thời trang, môn thể thao và ngoài trời, sở thích hoạt động thể hình và sức khỏe, vân vân, rất nhiều các cái sở thích khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ chọn từng cái nhóm này hoặc là từng cái cụ thể, hoặc là chúng ta đánh vào cái ô có cái hình cái kính lúp ấy, cái ô tìm kiếm ấy. Đấy, thêm thông tin nhân khẩu, sở thích, hành vi, mình đánh vào đấy. Ví dụ như là sở thích, mình có thể chọn một cái người họ thích ca sĩ nào đó, chạy đến BTS, thích K-pop, đúng không ạ? Hay là chạy đến thích Mỹ Tâm ở Việt Nam, hay chọn là thích Sơn Tùng, kiểu kiểu như thế, mình có hoàn toàn có thể chọn được. Rồi, đến phần hành vi. Đấy, hành vi ở đây là hành vi của khách hàng trực tuyến. Thì phần hành vi ở đây nó sẽ gồm là có, ví dụ như là chính trị ở Mỹ thì thôi bỏ qua, hành vi du lịch, hành vi hoạt động số, hành vi mua hàng, hoặc là có thể là người ngoại kiều, các ngày kỷ niệm. Thế thì ở đây thì ta quan tâm nhất đến các hành vi như là hành vi du lịch, hoạt động số, hành vi mua hàng và người dùng thiết bị di động. Đấy là những cái mà chúng ta sẽ quan tâm. Và trong từng cái ô này chúng ta bấm vào. Đó, chúng ta thấy là du lịch thì có thường xuyên đi du lịch hay không, trong nước hay quốc tế, đúng không ạ? Để biết được là hành vi này thể hiện là họ có thu nhập cao hay là không có thu nhập cao, nó thể hiện khá là nhiều qua đây. Nếu bạn bán sản phẩm dịch vụ đắt tiền thì bạn nên chọn đến những người mà thường xuyên đi du lịch quốc tế, đúng không? Đó, thế rồi thì trong các hoạt động số thì đi trả lời cho những cái hoạt động gì, ví dụ như là bạn có phải là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ hay không. Nếu như Mobifone mà có dịch vụ hướng tới doanh nghiệp thì hãy tích vào là chọn những cái chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ đấy, hoặc là Facebook page admin, hay còn gọi là cái người quản trị viên của trang Facebook, thì mình có chạy đến cái nhóm này hay không đó. Thế rồi thì khách hàng truy cập bằng máy tính bàn hay truy cập bằng điện thoại, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể là lôi kéo các khách hàng của các cái nhà mạng khác về với của mình, rồi bán thêm các cái dịch vụ giá trị gia tăng trên nền của các khách hàng khác. Đó. Thế rồi thì mình có muốn chạy quảng cáo đến cái nhóm mà chuyên đang chạy quảng cáo Facebook hay không? Ví dụ như là mình có giải pháp về mobile money, mình sẽ tích hợp thanh toán cho họ, mình sẽ giảm phí cho họ, giả sử như thế, đúng không? Khách hàng có phải là người dùng công nghệ tiên phong hay không? Có thường xuyên cập nhật đổi mới thiết bị phần cứng hay không, phần mềm hay không,
vân vân. Đấy, các hoạt động số mình có thể chọn đây. Mình nguyên tắc của Facebook nó thiết kế là chúng ta tích tích nhá. Đấy, cái gì chúng ta không tích có nghĩa là không chọn. Đấy, chọn bao gồm hoặc chọn loại trừ đều là tích hết. Hành vi mua hàng đã tương tác, tức là khách hàng đã từng mua hàng online chưa thì chỉ có Facebook nó biết thôi. Đấy, và chúng ta có thể biết là khách hàng đang sử dụng kết nối trên 3G, 4G hay Wi-Fi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc là chúng ta chạy quảng cáo cho nhóm đối tượng này như thế nào. Đấy, khách hàng đang sử dụng cái điện thoại model gì, ví dụ iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8X, vân vân. Thì tin tốt là chúng ta chọn được một số, nhưng tin xấu là những cái thiết bị đời mới bây giờ là Facebook nó không chọn được nữa rồi. iPhone 12, 13 là không chọn được nữa bởi vì Apple nó không cho chọn, đúng không ạ? Nó không cho truy cập vào dữ liệu. Đấy. Thế còn trước đây mà chúng ta chọn được như này thì rất là hiệu quả. Rất là hiệu quả, phân loại được từng các cái thiết bị di động. Rồi, và cuối cùng là một số những cái tính năng khác, ví dụ như là bóng đá hay là Ramadan vân vân, đấy là dành cho những cái nước Ả Rập. Đấy, và một số những cái tiêu chí khác. Ví dụ như là khách hàng thường online vào khung giờ nào, ngày nào trong tuần, những yếu tố nào khiến cho khách hàng mua hàng, ví dụ như là giá hay khuyến mại hay chất lượng sản phẩm hay kiểu dáng hay phí ship hay bảo hành hay uy tín thương hiệu của người hay là dịch vụ, đấy vân vân. Thì đấy là một số những cái gợi ý nho nhỏ ban đầu cho các bạn về việc là các bạn chạy quảng cáo trên Facebook, là chúng ta nhắm chọn đối tượng khách hàng như nào. Thì trong video bài học tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quy trình để các bạn bắt đầu chạy quảng cáo gồm những cái gì. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.